Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay ngày thứ hai ở Vinh Home hả mọi người. Sáng nay sẽ dẫn mấy đứa nhỏ đi sở thú mọi người, rồi sẽ đi ở trong thành phố đi bơi với lại đi ăn uống gì đó. Đây ông ngoại nè, bữa nay ông ngoại đẹp trai quá. Đó, ông ngoại cũng ăn dài, ăn dớ rồi dữ chứ bộ, không giỡn đâu, đúng không? Xin chào ông bà cô chú. Rồi, chuẩn bị đi, let's go. Hello honey. Xin chào các bạn cô chú. Xin chào các bạn cô chú. Chơi ở ngoài dưới này kìa. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã xem video và ủng hộ Kim trong thời gian qua. Thì cũng có một số bình luận nói là Kim quay video nhanh đó mọi người. Thì Kim cũng biết luôn, tại vì Kim cầm cái điện thoại trên tay đó, mình không có cái dụng cụ hỗ trợ đó. Nhiều khi Kim gấp, Kim không có lấy cây chống rung đó, thì mình vừa cầm mình vừa đi, cái điện thoại thì nó sẽ rung lắc đó cô chú anh chị. Cho nên là nhiều khi hình ảnh nó hơi chóng mặt, mọi người thông cảm cho Kim nha. Với lại Kim không có cái mic để thu âm đó, cho nên là nhiều khi âm thanh xung quanh bên ngoài, môi trường bên ngoài nó quá là ồn, Kim cũng biết luôn. Nhưng mà mình Kim chưa có mua cái đó đó. Với lại Kim đi cái này là đi với hai đứa cháu, đi với gia đình nữa. Nhiều lúc Kim quay gấp để Kim đi trong cháu nè, rồi Kim đi cho kịp mọi người chứ không có đứng lại một nơi để mà quay phim lâu đó cô chú anh chị. Thì cũng có một số anh chị là góp ý với Kim đó, nhưng mà Kim hiện tại thì cũng chưa khắc phục được. Trong tương lai thì Kim sẽ mua thêm một ít dụng cụ để hỗ trợ trong việc quay phim, để cho hình ảnh của mình nó được tốt hơn. Xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ Kim trong thời gian qua. Đây là khu vực chim công và chim hồng hạc nữa hả cô chú anh chị. Hôm nay đi ở trong sở thú này thì Kim cũng xin phép được quay vắng tắt thôi hát mọi người. Tại vì Kim nghĩ chắc là trong sở thú này cũng có nhiều cô chú anh chị, hình như là mọi người ai cũng đã đi vào trong đây ít nhất là một lần rồi hả cô chú anh chị. Còn nếu không thì chắc cũng đã xem qua phim ảnh gì rồi hả mọi người. Thì Kim với lại quay nhiều quá thì cái điện thoại nó sẽ đầy bộ nhớ và cái video của mình sẽ quá dài đó mọi người. Cho nên Kim sẽ quay vắng tắt lại những cái chỗ nào mà mình ghé thăm mà mình thấy ấn tượng đó thì mình sẽ quay lại thôi. Khỉ rau trắng này cũng khỉ đó. Hôm nay là có nguyên cái chuồng khỉ đây nè mọi người, rất là nhiều khỉ luôn. Ủa con gì vậy? Con vọc. Con này là con vọc. Rồi có cái con này nó bị sảy chuồng ngay nè. Cái chừng nó qua nó bấu con á. Dạ. Nè có một cái hành nó bị gãy ra. Có cái con này nó bị sảy chuồng ra. À honey look at that. Cái cây đó nó bị gãy kìa. Con khỉ râu trắng nhìn cái mặt nó kìa. Cái râu nó, cái mặt nó ghê thiệt chứ. Cái mặt nó lâu là lâu lĩnh à. Mua cái đồ hỏi bong bóng của cái cô này 100.000 mọi người, con cá nè. She doesn't smile in 10 minutes, I'm coming back for my 100,000. Ok. Rồi let's go. Cha mệt không? Không. Mới đi mà. Mà thấy mệt không? Thấy ồn ào thấy mệt không? Gần đây có cái chuồng này có nhiều cái cụ rùa. Cái cụ rùa rất là lớn luôn nè cô chú anh chị. Cái chuồng dê, cái này con coi cái bảng nữa, để cái dê này dê gì vậy? Để dê gì? Cái này chuồng dê nè cô chú anh chị. Cái này dê núi hay sao thế này mà nó nhỏ nhỏ, có sừng dài quá trời luôn nè. Mấy con dê thấy cưng quá. Ở trong kia có cừu nữa mọi người. Đây mình cũng có thể vô trong cho cừu cho dê ăn nữa nè cô chú anh chị. Mà ở đây có vườn rau nè cô chú anh chị. Đây chắc đậu bắp nè, khổ qua, cà tím. Cái vườn rau nhỏ xinh ở quê mà có được cái trồng được cái vườn này là khỏi đi chợ luôn hết mọi người. Ở dưới đây có rau dấp cá quá chừng luôn. Quá chừng rau dấp cá luôn. Đây quá trời cái rau dấp cá nó mọc nè. Dấp cá này rất là dễ sống, rau lan. Qua bên đây là cái vườn chim này nè mọi người. Hello.
giờ mấy giờ? Gần 1 giờ. Ủa, gần 1 giờ hả? À. Ủa. Có hai con hổ con này cô chú anh chị rất là dễ thương luôn, giống như con mèo vậy đó. Trời ơi. Cưng quá trời luôn à. Was he trying to fight one of them off? This is a boy one. Hey. Harry, you know you're looking at his... You know what? Okay. Yeah. Really? Nó đang đói bụng, nó đi qua đi lại, không biết làm sao để ra ngoài đó. Nó nhìn thấy thằng Khoi nó thèm quá nè. Nó đã ngủ khờ rồi cô chú ơi. Nó mệt quá trời rồi. Ăn hoa kim. Ăn kim. Đây là cái chuồng cọp trắng hả mọi người. Đây là cái cọp vàng. Crocodile. Muốn đi bơi đúng không? Đúng rồi. Ở đây qua đây coi chỉ cho, có cái hồ đây nè. Xuống đây bơi là khỏi về luôn. À, cái vườn cá sấu này người ta làm cái cây cầu này đi vòng vòng qua đây cũng đẹp hết mọi người, thấy cô chú anh chị. Xung quanh người ta làm có làm thêm cái hỗ trợ cái hàng rào sắt này nữa nè. Lỡ mà rớt xuống vẫn còn có đồ để hứng được hết mọi người. Cô hai. Thôi. Giờ mấy giờ rồi? Chuồng voi này cô chú anh chị, này là voi châu Á ha. Mấy con voi bị nhốt rồi thấy thương không? Hello cô chú anh chị và các bạn. Chào công chúa. Chào công bà công chúa. Cả nhà Kim bây giờ sẽ đi ăn mọi người. Hồi trưa này đi công viên ở lòng cái đi gì sở thú. Đi sở thú xong mấy nhỏ bơi trong sở thú luôn, đi về mệt quá ngủ một giấc thay đồ nữa. Và bây giờ sẽ đi ăn. Rồi, sẽ dẫn cha đi ăn bò bít tết. Thịt bò. 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 Nói chi nói thịt bò được nè. Thịt bò. Let's go. Thịt bò. Rồi, chú tôi đi chỉ cho ăn nè. Dầu ô liu. Take a little bit of. A little bit of black pepper. Muối. A little bit of salt. Okay, right. Then you take your bread. Take your bread. Mix it in. Okay. Quá thì bà con có thể chấm cái sốt này này thôi. Dạ. Con sẽ thử tạo ra cái sốt. Okay. Mình sẽ quay đẹp hơn. Rồi, cảm ơn. 9, 10.
Six more. Rồi tên lấy một ly đi tên. Chị. Rồi tên này ngồi xuống con. Cảm ơn em. Honey, you're gonna fall over. Jeez. No, I'm not gonna drink it. Ready? Yo, cha, cái này mạnh lắm rồi cha. Của vodka, của vodka. Honey. Yo. Một. Yo nè, yo nè. Ba. Yo. 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 Chi. Coi. Yo. À, chi yo với mẹ nè. Yo. 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 Chi chi, good girl. Daddy, maybe it's gonna rain. Oh, we can't change that, babe. Ăn tối xong rồi cô chú anh chị bây giờ sẽ đi về. Dẫn mấy nhỏ đi công viên chơi xong rồi trước khi về nhà ngủ cho đi chơi xong cho mệt tối về ngủ ngon không quậy. Với lại nó cũng muốn đi công viên từ hôm qua tới nay đó cô chú anh chị mà chưa có thời gian cho đi. Về tới Bình Thơm này cô chú ơi. Cái tòa nhà 81 tầng mọi người, quá cao luôn. Bây giờ tới công viên rồi cô chú anh chị. Công viên Vinhome bây giờ là ở Vinhome là công viên đẹp nhất ở thành phố rồi mọi người. Công viên rộng lớn mà đẹp, có nhiều trò chơi cho trẻ em nữa nè. Đâu con nói trò chơi nào đâu. Từ từ con đi ra ngoài kia mới có chứ mới xuống sao thấy được. Trời ơi không có trò chơi đâu. Con tàu có cây đẹp. Con tưởng cái đồ mà thấy dục gì đó. Nhưng mà lâu quá. Gì? Hôm trước con ai dẫn con đi công viên này đi hoài mà. Công viên này cảnh rất là đẹp của chú anh chị mà có nhiều cây xanh nữa. Cũng rất là rộng luôn mặc dù là rộng nhưng mà nhìn cũng rất là đông đúc. Tại vì ở trong Vinhome này tới mười mấy tòa nhà lẫn mọi người dân rất là đông luôn. Cho nên là người ta xuống công viên này rất là đông đúc luôn của chú anh chị. À, biết rồi. Công viên ở Vinhome là chỗ khu trò chơi cho trẻ em đó cô chú anh chị. Có đủ loại trò chơi luôn nè. Xích đu, cầu tuột, chứ có rất là nhiều cái trò chơi cho bé nữa. Này cũng không khác gì nước ngoài hết mọi người. Chi Chi đang chơi bên kia rồi cô chú ơi. Chi nó vui quá trời cô chú anh chị ơi. Nó nhoi quá trời nhoi luôn. Đi theo mà giữ ba đứa nó muốn mệt luôn á mọi người. Dạ. Ok hình đi. Chín giờ rưỡi rồi, ông ngoại đã quá mệt rồi. Ở đây có công viên đi dọc theo bờ sông nè mọi người. Ở phía bên kia là quận 2 bây giờ rất là phát triển luôn. Bên quận 2 bây giờ đất nhà mắc dữ lắm, rất là đắt luôn cô chú anh chị. Cũng nhiều cái tòa nhà mọc cao lên nè. Bên kia đẹp quá chừng. Đó. Quận 2 phát triển tốc độ luôn. Đèn bên kia nhà đẹp quá à. Ừ. Đẹp quá ha. Ủa cô ơi. Hả? Trên hai cái tòa nhà kia có cái gì đâu đó thiệt. Đèn á. Đèn gì ghê quá vậy. Ừ. Mạc ơi. Rồi đi về. Đi về thôi. Let's go. Chợt đi